Chúng ta không phải đi tìm phi thuyền sao? Đi bến tàu Huỳnh Thạch ở Tây Cung. Mọi người đến bến tàu Huỳnh Thạch ở Tây Cung đi. Biết rồi. Đến bến tàu Quan Đường đi. Đi bến tàu Quan Đường. Biết rồi. Cậu Binh, có. Gọi về tổng bộ, bảo xe tuần tra đừng đi theo chúng ta nữa. Alo. Biết rồi. Không đi bến tàu Quan Đường nữa. Đi thôn Tam Thánh đi. Sao vậy? Mọi người đến thôn Tam Thánh đi. Vâng, thưa sếp. Đến thôn Tam Thánh. Cứ đổi địa điểm suốt. Tin này là thật hay giả vậy? Đừng dừng lại. Chạy qua chiếc đó luôn đi. Gọi xe cấp cứu, gọi chi viện đi. Những người còn lại lên xe tiếp tục làm nhiệm vụ. Đây là số 16 đường Hoành Khải, tòa nhà Phúc Ca. Đưa xe cấp cứu đến ngay. Nhanh lên đi. Nhanh tay lên. Nhanh lên. Cẩn thận đấy. Anh cười. Chào anh Đại Phi. Kiểm tra hàng trước đi. Cảnh sát đây. Mọi người đứng yên, không được cử động. Còn chạy nữa hả? Đứng yên. Đứng lại ngay. Đừng chạy nữa. Tiểu Hào, coi chừng hàng đấy. Ngồi xuống, không được cử động. Ngồi yên. Được, tôi sẽ nói với sếp Phan. Sếp Phan, đồng nghiệp bên bệnh viện gọi đến, báo là sếp Sĩ đang trong tình trạng nguy kịch. Không được chạy. Không được chạy, đứng yên đó. Cảnh sát đây, không được chạy. Đứng lại ngay. Đứng lại các anh em, coi chừng bọn chúng đây. Không được chạy. Cảnh sát đây, không được chạy. Đừng chạy nữa. Không được cử động, đưa tay đây. Đưa anh ta đi. Mày theo Nhất làm ăn được bao lâu rồi? Tôi muốn gọi điện thoại. Có biết sẽ phải ngồi bao nhiêu năm tù không? 5 triệu cây thuốc lộc, 20kg thuốc lắc. Chắc chắn mày sẽ phải ngồi trên 10 năm. Tôi muốn gọi điện thoại. Anh biết rất nhiều việc của chính Hưng. Nếu anh chịu ra làm nhân chứng, khai mấy tên đầu sỏ ra, tôi sẽ xin tòa giảm án cho anh. Tôi nghĩ ít nhất có thể giảm được 4-5 năm tù. Ngay cả 1 năm tù, tôi cũng không muốn ngồi. Ở đây ngoài tôi ra chẳng ai có thể giúp anh cả. Có người có thể giúp tôi. Cười. Chúng tôi đã cho anh một con đường để lựa chọn rồi. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi.
Cậu Võ, ngày mai chuyển anh ta đến Tây Cửu. Vâng thưa sếp. Nhất, lần này tổn thất bao nhiêu? Tổng cộng cũng phải hơn 10 triệu. Tiền là chuyện nhỏ, tôi lo thằng đó sẽ tố cáo chúng ta. Tố cáo là cái chắc rồi. Không tin thì hỏi Nhất đi. Anh ta biết rõ nhất mấy chuyện phản bội thế này. Anh nói gì hả? Nói thằng bạn trai của cô đấy, cười là người của chúng ta, đã bái lạy Quan Nhị Ca, nhất định sẽ không bán đứng chúng ta. Tôi nghĩ mọi người quên cả rồi, Chính Hưng của chúng ta được thành lập như thế nào. Ai cũng biết Chính Hưng của chúng ta nổi tiếng là đánh lộn, từ Hồng Kông đánh xuống Thâm Quyến, Ngũ Hổ Sơn Tử Vân, Thập Tam Thiếu Đường, tất cả đều là của chúng ta. Bây giờ thì sao? Chết cả rồi. Ai cũng bảo trong Chính Hưng có nội gián, có kẻ phản bội, đếm cũng không xuể nữa. Lần nào cũng là người của chúng ta bán đứng chúng ta. Có nhà giam lớn nào mà không có người của chúng ta ở đó? Nhất, ai cũng biết trước kia cậu là nội gián của cảnh sát, nhưng cậu giúp chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền, giết được bao nhiêu người, chúng ta sẽ ghi nhớ. Cậu cũng phải ghi nhớ nữa. Tôi biết cười là người của cậu, nhưng tôi đã ngồi được đến vị trí này thì không để người này làm hỏng chuyện của chúng ta được. Không thể để cho cười sống được. Được, tôi sẽ giải quyết nó cho anh. Tranh giành cái gì chứ hả? Nếu chỉ nhờ vào tranh giành thì anh lên làm CEO luôn đi. Cười là người của tôi sẽ tự giải quyết. Hắn là người của anh, sao biết chắc anh có giải quyết hắn hay không? Anh Nhất nói được thì sẽ làm. Anh ta mà giải quyết được thì đâu cần cô phải ở đây. Giờ là trong nhà xảy ra chuyện, không phải chuyện đáng ăn mừng. Đừng có tranh giành nhau nữa, giải quyết xong cười là được rồi. Sếp, giúp tôi với. Sếp ơi, giúp tôi với. Chuyện gì vậy? Chân của tôi đau quá, tôi phải đến bệnh viện. Sếp, tôi muốn đi vệ sinh. Tôi cũng có nhân quyền mà, đến đi vệ sinh cũng không được sao? Anh đưa anh ta đi vệ sinh, tôi đi làm thủ tục đăng ký. Cảm ơn sếp. Sếp ơi, trong đó có chuyện gì vậy? Mở cửa đi, nghe không? Mở cửa ra.
Ba cảnh sát trong tình trạng nguy kịch. Một tên trọng phạm chạy mất. Hai tên bán thuốc lắc chết. Tôi cũng rất muốn biết tại sao các ông lại thích làm phiền thân chủ của tôi là ông Lương đây vậy. Trong vòng 24 tiếng, tôi muốn thấy cười ngồi ở đây. Bây giờ cười bị bắt ngay tại trận, làm chấn động cả Trấn Hưng. Hai người làm đại ca mà chẳng làm gì cả. Mấy bậc tiền bối cũng đầu tha cho các người đúng không? Nhất, anh biết rất rõ cách làm việc của cảnh sát. Nếu các người làm tới, phía cảnh sát cũng sẽ làm tới luôn. Tôi có thể đảm bảo tất cả các tụ điểm của các người sẽ phải đóng cửa một tháng. Một điều thôi, tôi muốn thấy cười còn sống. Thưa sếp, xin sếp đừng dùng những lời lẽ có tính đe dọa với thân chủ tôi. Được thôi. Tôi là thanh tra cao cấp của OCTB, Phan Văn Cở. Có việc gì cứ tìm tôi. Đây là danh thiếp của tôi. Vụ lớn thế này anh không nhận hết vào mình được đâu. Nếu anh chịu khai mấy tên cầm đầu ra thì còn con đường sống. Con nói cũng không nói cho anh nghe đâu. Tùy anh thôi. Đủ rồi đấy, tôi cũng là cảnh sát. Dừng lại. Sếp gì? Tên này, anh ta là nội gián tôi cài vào Chính Hưng. Đỡ anh ta dậy đi. PC 37 128 báo cáo với sếp gì? Chào mừng anh trở về đội cảnh sát. Nhất, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Có gì muốn nói thì ra đây. Tôi biết anh định nói gì với tôi. Đúng, tên đó là do tôi đánh đấy. Từ lúc tôi làm lại cảnh sát, cứ theo dõi tôi. Thái độ của cậu là sao hả? Nghĩ mình là dân xã hội đen sao? Tôi không phải là dân xã hội đen, tôi là cảnh sát thưa sếp. Dù gì thì cậu cũng làm xã hội đen được mấy năm rồi. Bộ điều tra nội bộ có quyền kiểm tra cậu. Không chỉ bọn họ xem tôi là xã hội đen, các anh cũng vậy. Kể từ khi tôi gia nhập tổ B đội trọng án, các anh đối xử với tôi thế nào hả? Đi dẹp tụ điểm cũng không có phần tôi. Hành động thất bại thì nói tôi là nội gián. Các người có xem tôi là người trong đội không? Đừng nói nhiều nữa. Giao súng ra đi. Thẻ cảnh sát của tôi cũng không cần nữa. Giờ tôi không thèm làm nữa. Cậu Nhất, tôi nói cho cậu biết, cậu đi như vậy chỉ có một con đường để chọn, chính là trở lại làm xã hội đen. Được thôi, tôi đã có mấy năm kinh nghiệm rồi, nhất định sẽ làm tốt công việc đó. Sếp Phan, sau này nhớ trông chừng giúp tôi. Đại ca, đại ca, đại ca. Làm ơn lái xe đi chỗ khác. Cần gì phải gấp thế? Đợi tôi hút xong điếu thuốc này rồi đi được không? Tôi không cản trở các người chơi trò tình ái tay ba đâu.
Gửi chiếc xe này cho Thất, mừng nó khai trương. Cẩn thận đấy. Anh Thất, đi mà cần nhiều người vịn thế sao? Qua đây uống một ly trà đi. Sợ gì hả? Qua đây uống một ly trà thôi mà. Anh uống trà thọ mai phải không? Ami, lại đây. Tôi không muốn cho anh ta uống trà. Rót cho anh một ly nữa. Tôi thấy nhiều thằng ăn nhờ phụ nữ lắm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người uống nhờ phụ nữ đấy. Anh Thất, nước miếng của đàn bà ngọt lắm phải không? Có cần rót cho anh một bình nước không? Được đấy. Thế thì bình này anh uống trước đi. Anh Nhất cúng cho anh đấy. Cô đáng yêu quá. Tôi tặng chiếc xe mừng anh Thất khai trương là đúng lắm. Nhận được chưa vậy? Có cần tặng cho anh một chiếc xe lớn hơn không? Cũng được đấy. Cái gì cũng được hả? Thế giết cười thì được không đây? Nếu anh làm được thì tôi cũng chẳng ngại gì. Được lắm, là anh nói đấy. Tính tiền đi, chúng ta đi giết cười thôi. Để tôi trả cho. Đại ca, Tiểu Long đây. Đại ca. Có ai bám theo cậu không? Không có đâu đại ca. Tiền, sim điện thoại, điện thoại. Ngoài kia ai cũng truy lùng anh. Anh phải cẩn thận đấy, đại ca. Tiểu Long. Sợi dây này mỏng như vậy, cậu giữ lại mà phòng thân đi. Tuần sau chúng ta sẽ đến nữa vậy. Làm gì vậy hả? Anh ta có dao đấy. Muốn chạy nữa hả? Chém nó đi, đừng chạy. Hắn ta ở bên kia. Cháu chào chú cảnh sát. Em và con đợi xe buýt lâu rồi mà vẫn chưa có xe. Anh đến đón mẹ con em được không?
Hai ngày hai đêm rồi mà anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Anh thật tốt bụng. Sếp ấy nhất định sẽ không sao đâu. Các người thật là, việc nhỏ như thế mà làm không xong. Mọi người có chắc là tôi vẫn còn ở Hồng Kông không? Tất nhiên. Tôi đã khóa hết mấy con đường đào tẩu ra nước ngoài. Trừ khi là người ta có ý gì thôi. Thật ra thì anh ta chạy trốn đối với chúng ta không phải là điều xấu. Ít ra cảnh sát cũng không làm gì được chúng ta. Bây giờ thì chưa chắc, vì bọn họ biết chúng ta đang tìm hắn. Phúc gia, bọn cảnh sát đang giáo giết tìm hắn ta, nên đâu cần phải làm công khai như vậy. Chưa kể bây giờ hắn cũng đề phòng, đâu dễ gì tìm được. Tôi tìm ra nó thì dễ lắm. Nếu tìm ra được thì đã tìm ra rồi. Tôi đấm cho một đấm ngay giữa ngực bây giờ. Cãi xong chưa? Nói đúng đấy. Giờ là lúc phải hành động thôi. Nhất, có khi nào làm việc mà tôi không vì việc lớn không? Cũng đúng. Lúc trước gia nhập cảnh sát cũng vì muốn phá vụ án lớn phải không? Ai gọi mà không dám nghe vậy? Anh điên hả? Mới ngày đầu ra làm xã hội đen sao? Cảnh sát đang nghe trộm, sao mà nghe được chứ? Sao lại làm mọi chuyện ra nông nỗi này? Cảnh sát đang tìm tôi. Bọn xã hội đen thì đòi chém tôi. Tôi có thể làm gì đây? Sếp Sỉ đang hôn mê. Tôi đã xem tin tức. Sếp Sỉ thì hôn mê. Không ai biết thân phận cảnh sát của cậu. Cậu chạy không thoát tội đâu. Cảnh sát đưa ra điều kiện gì? Bắt ngay tại trận. Ít nhất phải ngồi 10 năm tù. Nhưng bọn họ muốn tôi là nhân chứng chỉ điểm. Có thể giảm được 4 năm. Cậu nghĩ sao? Anh nghĩ tôi sẽ nói ra việc làm ăn của chúng ta sao? Tôi biết cậu sẽ không làm thế. Nhưng tất cả mọi người ở Chính Hưng đều nghĩ cậu sẽ làm vậy. Giờ cậu chỉ có hai con đường để chọn. 10 năm tù. Hoặc là cho bọn nó chém cậu ra làm 10 mảnh. Ăn cướp đây. Đem hết tiền ra đây. Nhanh lên. Tay của anh làm gì vậy hả? Ra đây. Ra đây ngay. Lấy tiền đi. Nghĩ tôi là thằng ngốc hả? Định ấn chuông báo động sao? Ngồi xuống. Các cậu làm gì ở đây vậy? Sao hả? Cậu làm gì hả? Không có gì hết, đùa chút thôi mà. Đùa hả? Không ai dám đùa trên khu vực của tôi đâu. Có tin tôi chém cậu ra làm hai phần không?
Lấy cho tôi cái bật lửa. Tặng anh. Tặng ư? Không được. Bao nhiêu tiền? Không cần đâu. Vậy tôi tặng 5 đồng cho cậu. Tôi muốn đi theo anh. Cậu nói sao? Tôi muốn đi theo anh kiếm ăn. Cậu biết tôi là ai sao? Tôi không biết nhưng tôi muốn đi theo anh. Cậu phục vụ, cậu tên gì? Lương Tiếu Đường. Tiếu trong Tiếu Lâm. Tiếu trong Tiếu Lâm hả? Tức là cười rồi. Không phải chứ? Bộ đồng phục rất hợp với cậu đấy. Sau khi làm cảnh sát cũng có thể đi theo tôi. Có nghe người bên ngoài gọi tôi là anh Thất không? 2 cộng 5 bằng 7. 2 và 5 có nghĩa là kẻ phản bội. Trước khi gia nhập xã hội đen tôi là cảnh sát. Nhưng giờ thì tôi là kẻ phản bội trong bang xã hội đen. Lúc đó tôi cứ nghĩ, tại sao chỉ có cảnh sát mới có thể cài người vào xã hội đen để bắt bọn xã hội đen? Tại sao xã hội đen lại không biết cài người vào trong cảnh sát để theo dõi cảnh sát nhỉ? Anh Nhất, cười này. Cậu còn giữ đồng 5 xu tôi cho cậu không? Có phải là đồng này không vậy? Hình thì tôi quyết định, chữ do cậu quyết định. Việc thế này đâu cần phải hỏi đồng xu. Anh Nhất bảo sao thì tôi sẽ làm vậy. Cảm động quá. Nâng ly nào. Tôi muốn tìm cậu trong hàng 6 bên tay trái. Vâng thưa sếp. RPC 66715. Cậu ra đây một chút. Tôi bảo cậu là nội gián trong sở cảnh sát. Người ta lại bảo cậu về đây làm nội gián trong xã hội đen. Thế cậu theo dõi ngược lại tôi à? Cậu vốn dĩ là nội gián. Thế bây giờ cậu sẽ là gì? Giờ thì tôi là nội nội gián vậy. Cái gì mà nội nội gián? Tôi là kẻ phản bội nên người ta gọi tôi là anh Thất. Giờ thì cậu là nội nội gián, tức là cậu sẽ là thập tứ. Cạn ly. Anh đến rồi hả? Tối nay đi chơi ở đâu vậy? Xong việc tôi phải quay về rồi. Không phải chứ? Lần sau đến anh phải để dành một ngày cho chúng tôi. Nếu không thì bọn tôi sẽ tăng giá tiền lên đấy. Nhanh lên. Bảo đội cảnh sát giao thông sau 15 phút nữa dựng 2 chướng ngại ở đường Bắc Đàm và Hải Hà. Vâng thưa sếp. Dựng thêm một cái ở đường Đại Võng. Gọi tổng bộ. Đem cất đi. Sao anh lại không đếm? Lần sau thì đừng cho tôi đi tàu bay giấy. Anh ấy nói gì vậy? Anh ấy bảo anh lần sau đừng cho anh ấy đi tàu bay giấy nữa. Thế thì lần sau làm phiền anh rồi. Đúng là ông nói gà, bà nói vịt. Chẳng hiểu gì hết, cứ thế đi. Rất vui khi gặp anh. Biết tiếng Anh thì nói sớm đi. Có một cô biết tiếng Anh ở đây này. Chỉ một cú điện thoại của cậu mà tôi phải tìm đồng nghiệp bên khu Bắc giúp đỡ. Còn gọi luôn hải quân đến trị việc. Cậu có biết là một lần hành động thất bại như vậy tôi phải viết bao nhiêu báo cáo không? Báo cáo hả? Anh có chuyện thì chỉ cần viết báo cáo. Còn tôi có chuyện thì sao? Anh nhớ đến đốt nhang cho tôi đấy. Tôi mạo hiểm tính mạng của mình để đưa tin cho anh. Bọn họ bất ngờ thay đổi địa điểm như vậy thì tôi phải làm sao?
Chẳng lẽ nói với họ là về lại bến tàu Huỳnh Thạch để giao dịch, ở đó có phong thủy tốt lắm. Càng lúc cậu càng giống xã hội đen. Không giống sẽ chết đấy, thưa sếp. Anh Nhất. Sao vậy? Lại cằn nhằn cậu nữa hả? Tôi biết trước rồi. Tôi cũng từng là cảnh sát. Tôi hiểu những viên chức nhà nước mà. Lâu lâu cũng phải có tin tức gì để báo cáo với cấp trên chứ. Như thế người ta mới biết họ làm được việc. Anh muốn tôi đưa tin tức thật cho anh ta sao? Gần đây câu lạc bộ Kim Hoàng của chúng ta vắng như chùa Bà Đanh vậy. Cái thằng tọa đầu khốn kiếp lại mở một câu lạc bộ mới đối diện chúng ta. Dịch vụ phục vụ từ đầu đến cuối. Thế thì tôi cũng có dịch vụ từ đầu đến cuối phục vụ hắn ta. Đừng đi tay không đến thăm người ta. Ít ra cũng phải có một món quà nhỏ. Tôi hiểu rồi. Ông chủ, sao rồi? Tôi muốn đi vệ sinh. Em sẽ đi cùng anh. Không cần đâu. Thằng nhóc, sao mặt ngươi giống tên cười quá vậy? Muốn đến chỗ ta lấy tin hả? Việc làm ăn của thằng Thất không ổn sao? Đến đây xem tại sao chỗ của ta lại đắt khách thế này hả? Nói về hắn ta, mấy cái sở mó bây giờ không dùng được đâu. Cậu xem, em nào cũng tươi trẻ mát mẻ cả. Nào, đến chơi với anh cười đi. Đừng gài tôi chứ, tôi và anh em đến đây chơi thôi. Thì đó, thì cứ chơi đi. Nói với Thất làm cái nghề này, ngu ngu là không được đâu. Phải nâng cấp lên. Quan trọng nhất là phải có sáng kiến, hiểu chưa? Anh tọa đầu phải không? Nói chuyện không hợp nhau, tôi đi trước đây. Xã hội đen không có học là vậy đấy. Nói vài câu tiếng Anh là đuổi được nó rồi. Nói với Thất là không cần phải chơi đều đâu, giữ sức đi. Cảnh sát đây, bật đèn lên. Ai là chủ của chỗ này vậy? Chào sếp, tọa đầu, chào sếp. Công việc làm ăn của anh cũng được đấy. Chỗ này đâu phải của tôi. Tôi chỉ lên đây đi nhờ phòng vệ sinh thôi. Thế thì tốt. Kiểm tra thẻ căn cước của anh ta. Vâng, thưa sếp. Thưa sếp, tôi tìm được thứ này. Bán cả thuốc hả? Sếp, nơi này không phải của tôi. Không phải của anh thì tốt. Nơi này sẽ phải đóng cửa trong 3 tháng. Hay lắm. Cảnh sát Hồng Kông giỏi lắm. Cho tôi một chút thời gian. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu đi trốn. Tạm biệt. Karen, lên xe.
sửa xe ngay. Cử động, nằm xuống. Không được cử động. Bây giờ bắt anh vì tội lái xe nguy hiểm, phá hoại của công. Nằm xuống. Không được cử động. Hắn ta không đi bằng thuyền đâu. Không ai cung cấp thuyền cho hắn ta cả. Phái người đến La Hồ đợi bọn chúng. Phái mỗi người đến mỗi cửa khẩu phục sẵn. Đi máy bay hả? Đợi chút. Sếp, gọi điện lên phòng hàng không, phong tỏa sân bay. Yên tâm đi, cảnh sát đang làm việc. Ai đang làm việc hả? Cái thằng đang ăn bánh mì hả? Làm việc là thế sao? Là bọn tao nộp thuế cho mày đấy thằng khốn. Ngồi đó mà ăn bánh mì. Sếp à, làm ơn gọi điện thoại lại cục hàng không bảo phong tỏa sân bay đi. Tôi là phần đường thủy và đường bộ. Sếp có điện thoại kìa, nghe trước đi. Alo. Được rồi. Cứ thế. Sao vậy? Ai gọi thế? Anh có biết mối quan hệ giữa em gái anh và Cười không? Liên quan gì đến anh? Tôi hỏi anh có biết mối quan hệ giữa em gái anh và Cười không? Tôi bảo anh phong tỏa sân bay thằng khốn. Cô ơi, khi nào mới có bánh sinh nhật đây? Sinh nhật của em gái tôi sắp qua rồi. Bánh sinh nhật đã bán hết rồi, có thể gọi món khác được không? Sinh nhật em gái đại ca tôi mà bánh hết là sao hả? Cô có điên không hả? Đưa nó vào nhà vệ sinh cho một trận, đừng đùa nữa. Bỏ tay ra, xin lỗi nhé. Đi thôi. Sao trùng hợp vậy? Đi ăn cơm thôi. Xin hỏi ở đây có người ngồi chưa vậy? Xin lỗi, tôi đang đợi bạn gái. Vậy ư? Thế thì tôi ngồi bên kia vậy. Ngồi xuống đi bạn gái. Xin lỗi nha, em đến muộn. Số 426, phần ăn cho hai người. Xin đến quầy lấy. Chúng rồi, anh đi lấy phần thưởng đấy. Chúc mừng sinh nhật. Bù lại sinh nhật cho em đấy. Xấu quá, anh làm hả? Alo. Biết rồi. Sao vậy? Đừng hỏi nữa. Để anh đưa em về. Còn những thứ này, không ăn sao? Đây là lần thứ 3 trong tuần anh làm vậy đấy. Karen, sao vậy? Sao anh và anh trai em đều như thế cả? Sao em không thể hỏi, không thể biết chứ? Em là bạn gái của anh. Anh nói cho em biết được không? Alo. Được rồi, tôi đến ngay. Anh làm việc đi. Bây giờ anh cũng đâu có tâm trạng ở bên em. Chia tay đi. Anh nói gì? Anh nói lại xem. Có một anh trai làm xã hội đen là đủ lắm rồi. Đâu cần đến cả bạn trai cũng là xã hội đen nữa. Anh nỡ làm vậy sao? Không liên quan đến anh em, là chuyện giữa hai chúng ta mà.
Karen. Không phải anh có việc gấp sao? Tạm biệt. Tạm biệt anh. Mày ở đâu hả? Tôi đi theo anh nhất. Cái gì? Nói lại thêm lần nữa đi. Mày ở đâu? Tôi đi theo anh nhất. Vậy thì mày cũng là xã hội đen. Mày có biết tại sao tao cho em gái tao đi học đại học không? Chính là vì không muốn nó dính vào tụi xã hội đen. Sao mày lại dám hả? Sao đánh mãi mà không vỡ vậy? Nhặt lên. Tán tỉnh em gái tao hả? Xã hội đen mà dám tán tỉnh em tao hả? Đập vỡ cái chai cho tao. Nói cho mày biết, nếu mày còn sống mà bước ra khỏi đây, nhớ không được dính vào em tao nữa, hiểu chưa? Nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta là người một nhà, đừng cãi nhau nữa. Muốn người ta cười vào mặt sao? Tôi thì không sao, nhưng anh tọa đầu thì tôi không biết là do tâm trạng hay tại lớn tuổi. Anh cũng biết đấy, vì bác sĩ là cần tiền. Sau này không biết có để lại di chứng gì không nữa. Quán của tôi bị hỏng cũng phải sửa lại. Đáng ra tôi phải bắt nó bồi thường rồi. Sau khi dạy dỗ nó xong thì tụ điểm của tôi cũng bị cảnh sát đến kiểm tra. Tôi không tìm nó thì tìm ai? Anh có nhiều kẻ thù ở bên ngoài như vậy. Anh lại có thói quen dùng chai đánh người. Làm sao tôi biết anh đánh ai? Tôi nói bao nhiêu lần rồi hả? Tính từng vụ trước, tọa đầu say cười tán em gái của anh ta. Trước kia ai biết đó là em gái của anh ta? Mặt mũi chẳng giống gì cả. Tôi cũng không biết thằng đó là thuộc hạ của anh. Một câu nói không biết rồi muốn gì cũng được sao? Em gái của anh thì sao chứ? Cô ta thích tôi mà. Muốn đánh nhau hả? Anh muốn gì? Muốn đánh nhau ở đây sao? Được, thế thì phúc già, ông nói đi. Ông bảo sao tôi sẽ nghe vậy? Anh cũng đánh người ta bị thương rồi, trả tiền thuốc men đi. Còn cậu, đừng có tán tỉnh em gái người ta nữa. 2, 4, 5. 4 ngàn. 4 ngàn. 2, 4, 5 nữa. 4 ngàn nữa. Đây là tiền của lần trước. Còn số tiền này là của lần sau. Đồ khốn nạn. Sao? Cảnh sát không làm việc hả? Tiền hả? Bị phát hiện rồi. Cảnh sát đang đến, chạy đi. Đợi tôi với. Cảnh sát đây, không được cử động. Cảnh sát đây, đứng yên, không được chạy. Còn chạy nữa hả? Cảnh sát đây, không được chạy. Theo tôi. Theo tôi nào. Em làm được không?
Anh không sao chứ? Anh chạy đi, em sẽ đánh lạc hướng họ. Đừng, em sẽ không sao đâu. Đứng lại, dừng lại ngay, cảnh sát đây. Không được chạy. Cười đâu? Cười đâu rồi? Dẫn cô ta về sở. Vâng thưa sếp. Tiểu Hảo theo tôi. Đứng yên, bỏ vũ khí xuống. Có gì thì nói đi. Có cần phải rút súng ra không? Chuyện tôi chạy trốn chỉ có tôi và anh biết. Tại sao bọn cảnh sát lại đến? Không phải anh nói thì còn ai nữa? Sao tôi lại phải bán đứng cậu chứ? Nếu cậu bị bắt sẽ khai tôi ra. Nếu tôi muốn bán đứng cậu thì đâu cần phải đưa cậu đi trốn. Tôi nói đúng không? Nâng ly nào, lâu quá không gặp. Có ai xem trận đá bóng đó không? Thức ăn đến rồi. Anh Nhất, tìm thấy tên đó rồi. Giờ chúng ta sẽ hành động. Sao anh không gọi cho tôi? Chúng ta bị phát hiện rồi, chạy thôi. Nếu ai làm không xong việc cũng bảo do ngoài ý muốn thì đâu cần làm nữa. Không ai muốn thế cả. Chẳng lẽ bắt bọn đàn em làm việc phải thành công, không được thất bại sao? Nếu thế thì ai muốn làm nữa? Thế đây là lỗi của tôi sao? Không. Ý tôi là bọn đàn em làm không được việc thôi. Cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ kiếm thằng nào mới ra giải quyết. Cho anh thêm một tuần nữa. Phải giải quyết cho em đẹp đấy. Lần trước cậu chém cảnh sát rồi bỏ trốn, tôi ủng hộ cậu. Sau đó cậu cãi nhau với tọa đầu vì em gái của hắn, tôi cũng ủng hộ cậu. Giờ thì các trùm đòi xử cậu. 100 tên giết người đang lùng giết cậu. Tôi mạo hiểm đối đầu với cả chính Hưng để bảo vệ cậu. Cũng là điều tôi nên làm. Tại sao tôi lại phải tin anh? Tại sao cậu lại không tin tôi chứ? Cậu không tin tôi còn có thể tin ai được nữa? Tôi cần phải bán đứng cậu sao? Nếu tôi làm thế thì bây giờ tôi cần gì phải như thế hả? Tôi không biết tại sao chuyện này lại bị lộ ra. Nhưng bây giờ mà chạy trốn thì dễ bị bắt lắm. Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ đưa cậu rời khỏi đây. Cứ thế đi. Tôi sẽ tìm anh. Đại ca, không sao đâu. Sếp, điện thoại hết pin rồi. Sếp cho tôi mượn điện thoại được không?
gái tôi chưa? Chưa. Chưa tìm thấy thì anh đến đây làm gì? Còn đưa quá nhiều người đến đây nữa. Bảo tụi nó giải tán đi. Đứng sang một bên. Karen, Karen. Chuyện gì vậy? Sao nó lại bị còng? Tránh ra. Tại sao lại bắt nó? Cô ta chạy trốn với cười, bị tôi bắt được. Liên quan gì đến nó? Đi mà bắt cười đi. Anh em, lấy lời khai tường tận cô ta. Vâng thưa sếp, tránh ra. Đi vào giúp nó. Sếp ơi, em tôi là sinh viên, không biết gì đâu. Nó không biết gì cả. Vô tình giao du với người xấu thôi. Đừng có làm phiền nó. Có gì thì tôi chịu trách nhiệm. Nếu cô ấy không liên quan, tôi sẽ thả cô ấy ra. Hãy bảo bọn đàn em giải tán. Như vậy tôi sẽ làm việc nhanh hơn đấy. Vâng thưa sếp. Giải tán hết. Đại ca. Ngoan nào, lên phòng ngủ đi. Sao vậy? Quên cười đi. Sau này em sẽ không gặp lại nó nữa đâu. Này. Sao hả? Thế thì sao chứ? Như vậy đủ chưa? Như vậy đủ chưa hả? Bây giờ toàn bộ bằng xã hội đen đều muốn tóm nó. Em có nhớ là anh đã nói bao nhiêu lần rồi không? Em quen ai cũng được, trừ bọn xã hội đen ra. Giờ thì em biết lý do rồi đấy. Anh nói cho em biết, cho dù cười có may mắn bị bắt về sở cảnh sát thì nó sẽ không còn được sống đến ngày ra tòa đâu. Anh Nhất hả? Sếp xỉ tính lại rồi. Khi nào? Tối qua. Đã bảo chúng ta sẽ không liên lạc nữa mà. Đến thăm anh thôi, đâu cần phải nói vậy. Thân phận không giống nhau, lập trường cũng khác. Tránh mặt nhau cũng là điều tốt. Lúc trước khi anh còn là cấp trên của tôi, chúng ta cũng gặp nhau lén lút. Thậm chí không dám ngồi uống trà với nhau. Bây giờ anh không còn làm cấp trên của tôi nữa, thì đến lượt anh không được phép gặp tôi. Xem ra phải đợi đến khi anh nghỉ hưu mới có thể cùng ngồi uống trà được. Đội trọng án theo dõi anh sát như vậy mà anh không e dè gì cả. Đến lúc đó có lẽ anh đã ở trong tù. Nếu như bọn họ làm được việc thì lẽ ra bây giờ tôi đã ngồi tù rồi. Cũng chẳng biết thằng khốn nào nghĩ ra công việc khốn nạn như vậy nữa. Nghề bán đứng bạn bè. Làm cảnh sát không phải đã thể là bảo vệ chính nghĩa sao? Việc bán đứng bạn bè anh em trở thành bảo vệ chính nghĩa từ khi nào vậy? Thế giới này càng lúc càng kỳ lạ. Tôi không hề hối hận khi từ bỏ nghề cảnh sát. Ít ra tôi cũng không phải bán đứng bạn bè anh em.
Anh tin hay không thì tùy. Sẽ phải trả giá đấy. Tự nhiên lại ra nông nỗi này. Suýt nữa mất cả mạng. Không biết có phải ông trời có gì muốn nói với tôi không? Cũng là do tôi bảo anh làm nội gián. Làm chưa được 2 tháng, anh đã bảo là chịu hết nổi. Muốn tôi cho anh về lại làm cảnh sát. Tôi bảo làm việc gì cũng không thể giữa đường buông xuôi. Không ngờ càng làm anh càng bị ảnh hưởng. Cảnh sát cũng không thèm làm. Đi làm đại ca xã hội đen. Mỗi khi tôi nghĩ đến điều này, đều luôn tự hỏi bản thân mình, có phải là do tôi đã ép anh đi con đường này không? Làm việc gì cũng đều có báo ứng cả. Nếu vậy thì mau đến đi. Nhất, đừng trẻ con như vậy. Đứng lại. Tại sao anh đến đây? Tôi đến thăm bạn cũng phải xin phép anh sao, sếp Phan? Không cần. Đợi đến khi sếp Sỉ xuất viện, chắc phải đến nhà giam thăm anh mất. Cảnh sát các anh ai cũng muốn tôi ngồi tù cả. Sếp Sỉ đã xác nhận với tôi, thân phận thực sự của Cười là nội gián của cảnh sát. Tôi cảnh cáo anh, không được động đến anh ta. Giết cảnh sát là tội lớn lắm đấy. Bây giờ anh lại muốn bảo vệ Cười phải không? Đứng yên, bỏ vũ khí xuống. Úp mặt vào tường. Đứng yên. Tôi là cảnh sát ngầm, số hiệu RPC-66715. Sếp Sỉ là sếp của tôi. Lần hành động trước cũng do tôi cung cấp tin cho ông ấy. Trước khi ông ta bị tai nạn, tôi đều giữ liên lạc với ông ấy. Anh đang bịa chuyện phải không? Sếp Sỉ đang hôn mê, anh muốn nói sao mà chẳng được. Nếu tôi bịa ra thì lần hành động trước, làm sao tôi biết sếp Sỉ tham gia? Giúp tôi đi. Bây giờ sếp Sỉ đã tỉnh. Thân phận cảnh sát ngầm của Cười cũng đã được xác nhận. Cậu ta không cần phải chạy trốn nữa. Tôi nghĩ từ giờ trở đi, người cần tìm đường chạy trốn phải là anh mới đúng. Anh ta theo tôi trước khi làm cảnh sát. Tôi đã sắp xếp cho anh ta vào cảnh sát làm nội gián cho tôi. Không phải ai cũng giống như anh đâu. Không làm cảnh sát lại đi làm xã hội đen. Tôi rất thích làm xã hội đen thì sao nào? Ít ra tôi không cần phải nghĩ ai tin tôi hay ai không tin tôi. Hôm qua sếp Sỉ đã lấy đi tất cả hàng của tôi. Tôi mới nhận được tin thôi. Vừa mới sao, không đùa chứ? Sếp Sỉ mỗi lần đụng vào băng của chúng ta, có lần nào không lấy thông tin từ cậu chứ? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi bán đứng anh sao? Mỗi lần hành động, có khi nào tôi không thông báo cho anh đâu. Đống hàng đó mới đến, còn nóng hổi, còn chưa mở bao nữa, đã bị lấy đi. Chẳng lẽ lại trùng hợp thế sao? Tôi không làm việc đó. Nếu anh muốn đổ oan cho tôi thì tôi đành chịu vậy. Tôi không làm việc đó. Cậu nói không là được rồi. Tôi hiểu không thể lần nào cũng đưa tin giả được. Lâu lâu cũng phải đưa tin thật cho hắn ta chứ. Như thế mới chứng tỏ mình được việc. Nhưng lần sau hãy thông báo sớm cho tôi biết, để tôi có thể chia hàng ra, không bị tổn thất nhiều đến thế.
Không cảm ơn tôi sao? Nếu nói cảm ơn thì làm sao làm anh em với anh được? Có bao giờ cậu nghĩ sẽ có ngày thân phận của cậu bị lộ không? Thân phận nào chứ? Cảnh sát hay xã hội đen đây? Ai ăn con mực rồi? Các người làm ăn kiểu gì vậy? Được rồi. Karen biến mất rồi. Gọi điện thoại cho thằng Tử đi. Alo, sao rồi? Vẫn theo dõi nó phải không? Được rồi. Không cho cô ấy ra ngoài. Sao cười xuất hiện được? Tôi không cần biết, anh tìm giúp tôi đi. Sao rồi? Không có thuyền. Người ta biết là anh trai em đang lùng anh nên đều không dám nhận vụ này. Anh Nhất thì sao? Anh ấy bảo sẽ giúp anh mà. Anh ấy chẳng có động tĩnh gì cả. Anh cũng không biết anh ta đang làm gì nữa. Nếu chúng ta không chạy thoát thì sao? Một là bị người ta bắt, hai là bị người ta giết. Nếu cho anh chọn, anh sẽ chọn thế nào? Anh không muốn chọn. Cũng đúng, anh đâu thích lựa chọn. Chọn một thứ thì phải từ bỏ một thứ. Cũng như em, chọn anh thì phải bỏ anh trai. Lên trên đó. Chạy thôi. Anh, không liên quan đến anh ấy đâu. Là tự em đi ra ngoài. Gì vậy, dọa tôi hả? Súng cậu chỉ có 6 viên đạn mà thôi. Hạ 5 tên, thêm tôi nữa là 6. Hay là bắn một lúc 6 phát vào tôi, được không? Đừng, đó là anh trai em. Đừng mà anh. Em xin lỗi, em sẽ đi về với anh. Đừng đánh anh ấy nữa. Bây giờ tôi không phải thay mặt chính ngôn dạy dỗ cậu, mà tự tôi muốn thế. Anh ơi đừng mà. Anh ơi, đưa nó lên sân thượng, quăng xuống đường, làm cho sạch sẽ. Đừng qua đây. Karen, anh hãy thả anh ấy ra. Nếu không em sẽ chết trước mặt anh. Em chưa bao giờ cầu xin ai. Anh ơi, tôi đi gọi điện thoại cho bạn gái. Alo,
Tọa đầu không giết cười mà còn giúp hắn trốn thoát nữa. Được rồi. Tối nay chúng ta sẽ đi giết cười. Giết luôn cả tọa đầu. Hay lắm, đưa em đi với. Được thôi. Phan, sếp Sỉ đây. Có chuyện gì vậy? Tôi vừa nhận được tin, nhất muốn giết cười và tọa đầu. Đại ca. Trong này có ít tiền, có mấy trăm ngàn thôi. Tháng sau là sinh nhật em, anh không đến được. Lì xì cho em đây, chúc mừng sinh nhật. Năm nay anh không thể mời em ăn bánh bao được. Em lớn rồi phải tự chăm lo cho bản thân nhá. Được rồi, đến giờ rồi, lên đi. Anh ơi, em xin lỗi. Đến giờ rồi, phải đi thôi. Đi nào. Thằng khốn. Nếu cậu không đối xử tốt với nó, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Ở Trung Quốc tôi có nhiều đàn em lắm, biết không? Đại ca, ngoài kia có mấy chiếc xe đang chạy vào, hình như là anh nhất. Đi nào, đóng cửa lại. Có cả trai lẫn gái. Mở tiệc phải không? Cười đâu? Hỏi tôi hả? Nó là người của anh, sao tôi biết được? Phúc giả biết anh thả cười. Ai cũng biết tôi muốn giết nó, sao tôi lại thả nó chứ? Xe hàng lớn thế, chở gì vậy? Một năm tôi buôn lậu nhiều thứ lắm. Phải báo cáo với anh nữa hả? Xe này được đồ chơi người lớn. Có muốn một cái không? Anh dùng trước đi. Muốn chơi sao? Tôi giúp anh vậy. Tưởng chỉ có anh có sao? Thảo nào anh biết chỗ này. Thì ra là cài một con chó ở đây. Bạn đứng đại ca sao? Tọa đầu xem tôi là con chó. Thế thì xem anh là gì hả? Nếu không muốn làm chó thì theo anh nhất luôn đi. Anh theo không? Theo ai thì cũng là một con chó thôi. Mở xe. Không có ai. Không có ai hết. Ở trên kia. Dừng lại.
đi Karen. Đứng lại ngay. Không được chạy. Karen. Tọa đầu. Tọa đầu. Tọa đầu. Tọa đầu. Cảnh sát đấy, chạy mau. Cảnh sát đây, đứng lại ngay. Cảnh sát đây, bỏ vũ khí xuống. Tôi là cảnh sát, bỏ súng xuống. Tôi là cảnh sát số hiệu 4278. Quay rồi sao? Giết cảnh sát tội nặng lắm đấy. Bỏ súng xuống. Đứng yên. Tối qua sếp xỉ đã tỉnh.
Ông ấy nói hết cho tôi biết, anh là nội gián của cảnh sát. Tôi qua xếp xỉ chết rồi. Sau này cậu sẽ mãi mãi là xã hội đen. Có khi nào nghĩ một ngày nào đó thân phận của cậu sẽ bị bại lộ không? Thân phận nào? Cảnh sát hay xã hội đen? Cậu sợ thân phận nào sẽ bị bại lộ? Đàn em có chuyện. Làm đại ca quan tâm là chuyện nên làm thôi. Bây giờ, một là cậu chọn lại dụng cụ nghề trộm, tiếp tục làm nội gián. Nếu không thì mặc lại bộ đồng phục, tiếp tục làm cảnh sát. Liệu tôi còn có lựa chọn thứ ba không? Ông bảo tôi giả làm xã hội đen. Tôi không biết là mình đang giả làm hay thật sự làm xã hội đen. Ông bảo tôi mặc lại bộ đồng phục. Không biết mặc lên thì sẽ giống gì đây? Tại sao lại phải chọn một thứ? Tại sao các người đưa ra A hay B rồi bảo tôi chọn? Đây gọi là chọn lựa sao? Chẳng lẽ tôi chỉ có hai con đường này thôi sao? Xin lỗi. Đúng là chúng tôi chỉ nghĩ cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi không ép cậu phải chọn một. Chỉ là đề ra hai phương án thôi. Tất nhiên sự lựa chọn cuối cùng vẫn là ở cậu. Anh cười. Này, ở đây không được đỗ xe. Thích hả? Thích thì tự đi mà mua. Anh có biết ở đây cấm đỗ xe không? Sếp hỏi tôi cũng đâu có biết. Sao không hỏi chiếc xe đi? Anh định đùa với cảnh sát phải không? Thế mà gọi là đùa hả? Như thế này mới gọi là đùa. Anh muốn dọa chúng tôi sao? Bảo người của anh giải tán đi. Nói chuyện thì đừng có run như thế, phải có uy một chút. Nếu không đoạn phim này đưa lên mạng, mấy trăm ngàn người xem được thì không hay đâu. Bảo người của anh giải tán ngay. Nếu không tôi sẽ bắt anh vì tội tụ tập bất hợp pháp. Nếu chơi nữa thì hai sếp đây sẽ phải về thay quần áo đấy. Muốn phạt thì cứ việc. Xe của tôi sẽ đỗ ở đây lâu đấy. Còn nữa, viết chữ cho đẹp vào. Sếp xỉ, tối nay tôi sẽ đi gặp anh Hiếu, hy vọng có thể tiếp cận được ông ta.